Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập về chương trình hóa trung học cơ sở về hóa trì, oxit, axit, bazơ và muối. Và đầu tiên chúng ta cần nắm được đâu là kim loại, đâu là phi kim. Thì cô giới thiệu một số nguyên tố kim loại cơ bản. Đó là nhất là kim loại natri, kali, bạc, bạc ký hiệu là Ag, có hóa trì một, các kim loại canxi ký hiệu là Ca, bari ký hiệu Ba, magie ký hiệu là Mg và kẽm ký hiệu là Zn có hóa trì hai. Kim loại có hóa trì ba đó là nhôm. Những nguyên tố này có một hóa trì duy nhất. Còn kim loại sắt ký hiệu là Fe thì có hóa trì hai và hóa trì ba. Kim loại đồng ký hiệu là Cu thì có hóa trì 1 và hóa trì 2. Tuy nhiên hóa trì 2 phổ biến. Những nguyên tố phi kim, đây là kim loại, còn phi kim gồm hydro, clo, ký hiệu Cl, brom, Br, có hóa trì 1. Clo với brom còn có các hóa trì khác nữa, nhưng ở chương trình trung học cơ sở chúng ta chỉ cần nắm hóa trì một là được. Nguyên tố oxy ký hiệu là O có hóa trì hai. Nguyên tố carbon ký hiệu là C có trị hóa trì hai và bốn. Nguyên tố nitơ có nhiều hóa trì đi từ một cho đến năm. À, đây chúng ta ký hiệu bằng chữ số La Mã. Nguyên tố lưu huỳnh ký hiệu là S, hóa trì thường gặp là 2, 4 và 6. Còn phosphor ký hiệu là P có hóa trì 3 và 5. Đấy là một số hóa trì của các nguyên tố mà chúng ta cần nắm. Việc thứ hai đó là chúng ta thường hay quên. Khi viết một công thức của một chất á, thì chúng ta cần phải viết đúng hóa trì. Khi viết công thức thì phải viết đúng hóa trì. Và chúng ta dựa vào quy tắc hóa trì. Đối với một hợp chất AXBI thì A nhỏ, B nhỏ lần lượt là hóa trì của A và B. Thì chúng ta có tích chỉ số và hóa trì của nguyên tố này, AX, bằng tích chỉ số hóa trì của nguyên tố kia. Và thông thường hay áp dụng đó là chỉ số của nguyên tố hoặc là nhóm nguyên tố. Thì bằng chỉ số của nguyên tố này là hóa trì của nguyên tố kia, nhưng với điều kiện là phải tối giản, phải tối giản. Và sau khi chúng ta biết được ký hiệu, nắm được hóa trì và viết bất kỳ một công thức nào phải đúng quy tắc hóa trì, thì có các cái khái niệm mà chúng ta cần nắm vững nữa là axit, oxit, bazơ và muối. Vậy oxit là gì? Người ta sang phần oxit là mục một lớn nhá, thứ hai lớn cái khái niệm oxit thì nó là một hợp chất của một nguyên tố với oxy.
Thì nguyên tố này là kim loại cũng được mà phi kim cũng được. Vậy các bạn hãy viết cho cô công thức oxit của các kim loại này. Natri có hóa trị 1, oxy có hóa trị 2. Thì chúng ta lấy chỉ số cái này là hóa trị cái kia. Vậy đấy sẽ là Na2O. Tương tự như vậy chúng ta sẽ viết cho kali là K2O, bạc là Ag2O. Còn viết dày các oxit tương ứng với các kim loại hóa trị 2 ở đấy thì ta thấy bari có hóa trị 2, alkaxy có hóa trị 2, oxit cũng hóa trị 2. Thì chúng tối giản được với nhau. Vì vậy tối giản thành 1 1, cho nên CaO và số 1 chúng ta không viết. Tương tự như vậy sẽ viết được BaO, MgO, ZnO. Còn đối với nhôm có hóa trị 3, khi kết hợp với oxy hóa trị 2 thì oxit của nó sẽ là Al2O3. Còn đối với sắt có hai hóa trị, nếu ứng với hóa trị 2 thì công thức của nó sẽ là FeO. Còn ứng với hóa trị 3 thì sẽ tương tự giống như nhôm, sẽ là Fe2O3. Đồng hóa trị 1, vậy công thức oxit của đồng sẽ là Cu2O. Còn hóa trị 2 thì công thức oxit sẽ là CuO. Còn đối với các nguyên tố phi kim thì chúng ta sẽ viết một số oxit cơ bản. Đó là oxit của carbon có hai hóa trị, vì vậy sẽ có hai oxit CO và CO2. CO thì ở đây ứng với carbon hóa trị 2, còn CO2 thì carbon hóa trị 4. Khi chúng ta viết công thức oxit thì lưu ý rằng được quyền sử dụng hóa trị của oxy bằng 2. Tương tự như vậy, nitơ có nhiều hóa trị thì sẽ có nhiều oxit, nhưng cô viết cái oxit cao nhất là N2, hóa trị nặng. Thì oxy hóa trị 2, nitơ hóa trị 5, 2 về 5 không tối giản được. Vậy chúng ta sẽ viết thành oxit là N2O5. Đối với lưu huỳnh có hai oxit nó tương ứng với hóa trị 4 và hóa trị 6. Nếu khi viết hóa trị 4, lưu huỳnh SO, lưu huỳnh hóa trị 4, oxy hóa trị 2, 4 với 2 tối giản thành 2 với 1. Vì vậy ở đây sẽ là SO2, S1O2 và 1 chúng ta không viết. Tương tự đối với trường hợp lưu huỳnh có hóa trị 6 thì chúng ta tối giản hóa trị 6, 6 với 2 tối giản thành 1 và 3, vậy SO3. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có oxit của phosphor ứng với hóa trị 3 PO. Chúng ta viết hóa trị 3, hóa trị 2. Khi chúng ta viết thì cần phải tối giản 2 về 3, chúng ta không tối giản được thì ta đưa xuống P2O3. Hóa trị 5 P với O, P hóa trị 5 và O hóa trị 2 cũng không tối giản được thì thành P2O5. Vậy các em chú ý là khi viết công thức của một chất thì phải đảm bảo hóa trị. Thông thường chúng ta hay quên cái này, dẫn đến hợp chất nào các bạn cũng chỉ có viết là kim loại với nguyên tố đó với oxy là không đúng. Tiếp tục sang khái niệm thứ hai, đó là khái niệm axit với bazơ. Khái niệm axit với bazơ. Thì chúng ta cần chú ý như sau. Đối với các cái nguyên tố mà kim loại á thì nó sẽ tạo ra được bazơ. Bazơ là gì? Thông thường nó tạo bazơ là cái hợp chất của cái nguyên tố kim loại và nhóm OH. Thì chú ý rằng OH là hóa trị 1. Vậy trong trường hợp này M là kim loại và N là hóa trị của M. Thì các bạn sẽ nhìn vào ở cái mục 1 này, những cái nguyên tố nào là kim loại thì chúng ta thường sẽ viết được bazơ tương ứng. Ví dụ, dãy thứ nhất, natri, kali với bạc thì sẽ viết nó hóa trị 1. Vậy
kim loại hóa trị 1, OH cùng hóa trị 1 hay này cách khác là N này hóa trị 1 thì chúng ta bỏ cái dấu ngoặc đi và viết thành dãy đó là NaOH. Bazơ tương ứng với kali sẽ là KOH, AgOH. Còn đối với dãy các kim loại hóa trị 2 thì sẽ tạo ra bazơ tương ứng sẽ là Ca hóa trị 2, OH hóa trị 1 cho nên sẽ là CaOH 2 lần, BaOH 2 lần, MgOH 2 lần và ZnOH 2 lần. Đối với nhôm thì nó hơi đặc biệt một tí. À, cái hợp chất của nhôm với nhóm OH thì nó có tính lượng tính, vì vậy cô không liệt kê vào ở trong này. Đối với sắt nó có hai hóa trị dẫn đến sẽ có hai bazơ tương ứng với hóa trị 2. Nhóm OH có hóa trị 1, sắt có hóa trị 2. Vì vậy chỉ số cái này là hóa trị cái kia, chúng ta sẽ viết là FeOH 2 lần. Và hóa trị 3 thì sẽ là FeOH 3 lần. Tương tự như vậy, đông chúng ta sẽ viết được bazơ CuOH và ứng với hóa trị 1. Và CuOH 2 lần ứng với hóa trị 2. Kim loại thì tương ứng với nó sẽ là bazơ. Còn axit là gì? Axit nó là hợp chất. Gồm nguyên tố hydro liên kết với xơ thì xơ sẽ là gốc axit. Và nó sẽ có hai loại axit không chứa oxy, ví dụ như axit hạt CL. Cơ lo có hóa trị 1, H có hóa trị 1 về công thức sẽ là hạt CL hoặc là hạt Br. Vân vân. Còn ứng với hóa trị 2 thì chúng ta chú ý rằng các cái oxit của phi kim này nó sẽ tạo ra axit tương ứng. Vậy tương ứng với CO2 thì sẽ là H2CO3. Tương ứng với N2O5 thì sẽ là axit HNO3. Tương ứng với SO2 thì axit nó tương tự như CO2 sẽ là H2SO3. Còn tương ứng với SO3 thì axit sẽ là H2SO4. Và tương ứng với P2O5 này thì axit H3PO4. À, thì các bạn cần nhớ cho cô là các cái axit tương ứng này. Và ở đây chúng ta sẽ suy luận được một điều. Đó là các cái phần hydro và xơ là gốc axit. Vậy đối với H2CO3 thì xơ sẽ là SOCO3. Xơ là CO3 thì ta chú ý hóa trị cho cô của các cái gốc axit. À, cái gốc axit này đó liên kết với bao nhiêu hydro thì sẽ có hóa trị bấy nhiêu. Vậy cơ lo liên kết với một hydro cho nên có hóa trị một. CO2 liên kết với hai hydro vô nhâm CO3 thì nó sẽ có hóa trị 2. NO3 hóa trị 1. Hóa trị 1. SO3 hóa trị 2. Nhưng SO4 cùng liên kết với hai hydro. Vì vậy SO4 cùng hóa trị 2. À, chỉ có gốc PO4 là hóa trị 3 vì liên kết với 3 hydro. Đó là hóa trị của các gốc axit. Và bây giờ đến một khái niệm đó là muối. Muối là cái sản phẩm khi cho bazơ phản ứng với axit thì nó sẽ gồm có hai thành phần. Thông thường, thành phần thứ nhất là kim loại. Thành phần thứ hai sẽ là gốc axit MaXB.
À, mơ sẽ là kim loại, thương là kim loại. Và Xơ sẽ là gốc axit. À, vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ viết muối được tạo thành đối với các kim loại dạng thứ nhất này với cơ lõ. Cơ lõ có hóa trị 1, bây giải kim loại này sẽ là viết natri, một hợp chất với cơ lõ thì sẽ là NaCl. Tương tự sẽ có KCl, AgCl. À, nếu hóa trị 1, còn giải có hóa trị 2 thì sẽ là CaCl2. Vì canxi có hóa trị 2, BaCl2. Một điều mà chúng ta luôn luôn phải chú ý đó là phải viết đúng hóa trị. Còn đối với nhóm hóa trị 3 thì AlCl3. Sắt có hai hóa trị, vậy ứng với hóa trị 2 sẽ là FeCl2, FeCl3. Đồng cũng có hai hóa trị, nếu hóa trị 1 thì sẽ là CuCl, hóa trị 2 CuCl2. Ở đây cô chỉ mới yêu cầu viết công thức chứ chưa hướng dẫn cách gọi tên, chúng ta sẽ gọi tên sau. Tương tự như vậy, nếu cô viết dạy với gốc FO4 thì chúng ta sẽ viết như sau. Đối với gốc CL thì nó sẽ tương tự với gốc NO3 vì đều là hóa trị 1 cả. À, CL sẽ tương tự NO3. Các gốc CO3, SO3 và SO4 sẽ tương tự nhau đều vì hóa trị 2. Vậy cô sẽ viết cái dạy thứ hai, natri với gốc SO4. SO4 hóa trị 2, natri hóa trị 1. Vậy công thức phải là Na2SO4. Tương tự như vậy chúng ta sẽ viết cho các chất ở trong dạy của hóa trị 1 sẽ là K2SO4, Ag2SO4. Còn đối với dạy của hóa trị 2 sẽ là BaSO4, CaSO4, vì đều hóa trị 2 cả. Nó cùng hóa trị thì dạng công thức nó sẽ giống nhau. ZnSO4. Hóa trị 3 nhóm với gốc SO4. SO4 hóa trị 2, nhóm hóa trị 3. 3 và 2 không tối giản được. Vậy chúng ta chỉ số cái này là hóa trị cái kia. Và khi chỉ số nó lớn hơn, nó bằng 3 thì chúng ta phải mở ngoặc đóng ngoặc. Đấy là nhóm nguyên tử Al2SO4 3 lần. Còn đối với sắt sẽ có hai hóa trị. Nếu là sắt 2 khi tạo với gốc SO4 sẽ là FeSO4. Còn sắt 3 thì sẽ là Fe2SO4 3 lần. Đây hóa trị 3. Tương tự như vậy với đồng. Thì thông thường ở đây đồng sẽ tạo cái hợp chất đồng 2 với CuSO4. À, đó, cái buổi đầu tiên này cô yêu cầu chúng ta sẽ viết cách viết công thức của một chất phải đúng hóa trị. Thì gồm có hóa trị của kim loại, của phi kim và hóa trị của gốc axit. Gốc axit, axit liên kết với bao nhiêu H thì gốc của nó sẽ có hóa trị bấy nhiêu. Cái thứ hai là nắm được oxit là gì. Nó là hợp chất của một nguyên tố với oxy. Nếu như nguyên tố đó là kim loại thì sẽ tương ứng với nó là bazơ. Còn nguyên tố đó là phi kim thì sẽ tương ứng với nó là axit chứa oxy. Hôm nay chúng ta chỉ ôn tập tại đây.